Sau 10 ngày diễn ra phục vụ người dân vui chơi trong dịp Tết, Hội Hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024 tại công viên Tao Đàn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bế mạc vào tối qua. Sau 44 năm tổ chức, sự kiện này đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc, hoạt động truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc không thể thiếu của người dân thành phố nói riêng và khách du lịch đến thành phố nói chung mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị, dù là ngày cuối cùng diễn ra nhưng mà Hội Hoa Xuân Tao Đàn Tết Giáp Thìn năm 2024 vẫn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và thưởng lãm, và cũng có rất nhiều gia đình chọn đây là địa điểm để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trước khi quay trở lại làm việc và sẵn sàng chào đón một năm mới đầy phấn khởi. Đây chắc cũng khoảng lần thứ 5 em tham gia cái Hội Hoa Xuân này ạ. Đa số thì em về quê, sau mùng 3, mùng 4 thì em mới đi ngược lên trên này thì em mới được tham gia mấy cái Hội Hoa Xuân này. Mà đa số những cái Hội Hoa Xuân trước thì người ta sẽ đóng sớm lắm, sẽ không có kéo dài tới khoảng lâu như thế này. Với nhiều hoạt động lễ hội nghệ thuật đặc sắc, cảnh quan thiết kế sinh động, giàu tính thẩm mỹ cùng nhiều kỳ hoa dị thảo, Hội Hoa Xuân Tao Đàn năm 2024 đã thu hút hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước tham quan. Năm nào gia đình tôi cũng tới đây để chụp hình lưu giữ kỷ niệm với Hội Hoa Xuân vì yêu thích mai vàng, đặc biệt là các cái bonsai kiển rất đẹp và cái lân sư rồng cũng hay. Hội Xuân năm nay khá là vui nhộn so với mọi năm. Cách trang trí ở đây cũng khá là đặc biệt vì năm nay là năm Giáp Thìn thì các con rồng được điêu khắc khá là tỉ mỉ. Khép lại Hội Hoa Xuân, ban tổ chức cũng lựa chọn và trao 302 giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất trong Hội Hoa Xuân năm nay của các nghệ nhân, nhà vườn trên cả nước. Trong đó có 2 giải đặc biệt, 3 giải hiện vật đặc sắc, 34 giải vàng, 64 giải bạc, 88 giải đồng và 111 giải khuyến khích.